Các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Hôm nay là ngày 10 tháng 5, tức là cả một ngày sau ngày kỷ niệm chiến thắng tại Moscow. Thì tình hình ở mặt trận ở bên Ukraine hiện nay rất là phức tạp. Có thể nói là cái tin hot nhất là cái phòng tuyến của Bakhmut của Ukraine đã, của bên Nga đã bị Ukraine chọc thủng. Cái đầu tiên có thể nói là cái chỗ khu vực phía bắc của chỗ Khorobove. Phía bắc là cũng là phía bắc của Bakhmut đây. Đây là Bakhmut đây các bạn. Đây thì cái chỗ này là bị chặt thủng rồi này. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái vị trí này. Cái vị trí này các bạn. Cái vị trí này cũng đã bị chặt thủng rồi. Tức là quân Ukraine đã tiến công vào các cái chỗ này. Là tiến công vào các khu vực này. Đây là hiện nay là họ đã chặt thủng khu vực này. Có thể nói là vẽ một cái mảng như thế này đó. Cái này là bây giờ đã chuyển sang màu xanh rồi các bạn nhé. Ngày mai là các bạn sẽ thấy trên các cái phương tiện, các cái kênh YouTube của Việt Nam nó cũng sẽ có cái màu sắc màu này. Nhưng chứ hiện nay thì vẫn là đang hiện màu đỏ. Đây là cả cái khu vực trên này cũng đã màu xanh rồi. Tức là phía Nga đã mất 1 km vuông ở phía bắc Bakhmut và phía nam. Đây là Ivanovsky, đây là Ivanovsky các bạn nhé. Đây còn Chasuza trên này, còn trên này là Khorobove trên này. Thế thì bây giờ họ đánh vào cái hướng này và cái hướng trên này, chứ còn cái hướng trực diện này là không đánh được nữa, tại vì là bị chia cắt hết rồi. Nhưng mà hiện nay họ đã cọc sâu vào đây. Cái lữ đoàn, cái lỗi đây là thuộc cái lữ đoàn 72 của cái súng trường cơ giới của Nga đã bỏ chạy, bỏ vị trí. Và trong khi đó thì có một số cái tác hợp của bên Prigozhin ở đây thì cũng có 20% quân số của Wagner cộng với lại lữ đoàn 72 bỏ chạy, cho nên là Ukraine đã chiếm được 3 km vuông ở đây. Đấy, các bạn nha, tình hình rất là nguy hiểm. Còn phía trên này, phía trong Bakhmut này thì tình hình nó cũng đã thay đổi rồi. Như hôm qua là chúng ta thấy là trên này, khi khu vực này hôm qua chúng ta nói là chỉ còn con đường này thôi này. Đấy. Nhưng bữa nay bắt đầu họ đánh lẹn vào đây rồi. Còn cái phía trên này Khorobove là coi như quân đội chính quy Nga không có giữ được. Cứ là nửa năm nọ năm kia rồi bây giờ là họ đã quét sâu vào phía trong này. Đấy, quét sâu vào phía trong này, đang quét vào đây này. Đấy, các bạn thấy cái nó đang lõm vào đây. Thì ở chỗ này đã mất là 1 km vuông và phía nam mất 3 km vuông. Thì tình hình rất là nguy cấp. Theo ông Prigozhin ông nói rằng là hiện nay là cái khu vực mà ông chiếm được mấy ngày nay là coi như là bây giờ là thành bỏ của hết. Thay vì là hồi xưa ra tới đây này thì bây giờ bắt đầu mất dần. Thế hồi xưa nó lại hôm qua tôi nói nhầm là tam giác vuông, nó là hình thang vuông, hình thang cân, chứ không phải là tam giác cân. Hôm qua tôi nói nhầm đó. Thì bây giờ đã lõm vào đây rồi. Chính vì thế cho nên là hiện nay có thể nói là cái lực lượng giữa Nga và quân đội Nga và Wagner đang có những cái mâu thuẫn, có thể nói là khó mà hòa giải, khó lý giải là tại sao. Nên, sau khi ông Prigozhin ông nói là sau khi mà nhận được đạn một ngày thì một ngày sau là bị cắt lại. Đấy. Thì bị cắt lại thì thôi thì nó lại giống như bình thường, nhưng mà bây giờ nó không những bị cắt lại mà nó lại còn bị quân Nga là bỏ hai bên sườn, thì không hiểu là tình hình tại sao mà lại như thế. Tức là hai sườn thì ví dụ như là ở đây, đây là Bakhmut, chúng ta biết đây là Bakhmut. Thì bây giờ bỏ tới là sườn phía bắc đây và phía nam. Phía nam thì lúc nãy ta vẽ rồi, thì nó lõm vào một tí rồi, còn phía bắc này cũng bị lõm vào. Nếu bị lõm vào như thế này thì sẽ mất luôn Bakhmut các bạn. Còn phía ngoài nó trông vào nữa là coi như là thua luôn. Đấy, cho nên là tình hình này mà cứ suốt ngày là cứ cãi nhau thế này là coi như tôi không biết là thế nào, đạn cũng không đưa. Mà thì bây giờ ông Prigozhin này là không phải là coi như là ông Kadyrov nói là coi như xong gọi là hai anh hùng nói với nhau cái là nhường nhau thôi để đánh nọ kia đâu. Đấy cũng chỉ là một phần thôi. Đấy, cũng một phần là các ông nói với nhau thì bây giờ thôi là nếu mà có đạn dược thì anh đánh đi. Chứ còn bây giờ tự nhiên tôi nhảy vào tôi đánh làm cái gì. Thì ông kia cũng đồng ý và chúng tôi có thể hỗ trợ. Nhưng mà hỗ trợ một phần nào đó chứ hiện nay cái tình hình phía trên Lysychansk, Siverek trên này cũng đang hiện nay đang rất là nguy cấp. Đấy, thì Kadyrov là đang trên khu vực trên đó, là đặc biệt đang hỗ trợ cho cái mỏ than trên đó nữa. Cho nên là cái hỗ trợ đây cũng phần nào thôi. Thì nếu mà trong lực khi mà có đạn thì thực tế là bên
Wagner họ sẽ chiến đấu cũng rất tốt. Nhưng mà hiện nay là không hiểu là tính toán như thế nào của Bộ Quốc phòng Nga, có thể đánh ở các chỗ khác hay như nào, bỏ Bakhmut thế nào đấy. Nhưng mà Bakhmut bây giờ mà đã gần được đến nơi rồi mà lại bỏ đi thì tôi nói thật là đấy là sai lầm về mặt chiến lược luôn chứ không phải là chiến thuật đâu. Đấy. Có thể anh bỏ mặt trận này để lo các cái phản công lớn của Ukraine, nhưng mà cái mà anh nhận được thì anh phải khóa sổ luôn, anh phải làm giỏi luôn, xong rồi bắt đầu anh phải lo cái chỗ khác. Đấy, cái bây giờ hiện nay theo tôi được biết là có một cái nhà tù của Ukraine trong này mà Wagner đang giam giữ trong này. Đấy, cho nên là bây giờ bên kia người ta cũng cố gắng, ngoài cái chuyện mà giải phóng cái lãnh thổ ra mà người ta còn cứu các cái tù binh đấy. Đấy. Thì ngày hôm qua thì bên Nga thì thực tế là cũng tấn công được một cái gọi là cái khắp bên Ukraine, tấn công Nga trên khu vực này, thì họ lại đánh nhầm vào một cái nhà thờ. Đúng ra họ tưởng đấy là một cái kho đạn đánh vào ban đêm mà các bạn. Thế là cuối cùng đó là một cái nhà thờ. Thì đến sáng nay view ra là nhà thờ. Còn cái khu vực dưới này thì có thể nói là, nếu mà các bạn xem tí nữa tôi show cái video ra là các bạn xem, thì chạy hết cái khu vực này. Nếu mà chạy hết cái khu vực này thì có thể nói là có khó cho Nga đây. Và tới dưới Shipka rồi các bạn nha. Là xuống đây này, đây là tôi view to thì chứ thực tế là nó xuống dưới này. Đấy, thì tình hình nó là như thế. Đây là nếu mà view mà nó bình thường ra nó thế này thì các bạn này, tức là lõm vào chỗ này. Đấy, nó lõm hết chỗ này. Thì qua đây rồi, đây là qua đây này, đã hết chỗ này và hết cái chỗ này. Đấy, thì trong tình hình thế này là có thể nói là rất là khó khăn rồi. Mà cái cách lượng tăng được thiết giáp của Ukraine là đi vào, nhưng mà nói thật là trong cái vấn đề tinh thần của quân đội Nga cũng có giảm sút đấy. Hôm qua là những ngày chiến thắng cũng như nghỉ một tí, nhưng mà bên Ukraine nó tận dụng cái ngày chiến thắng đấy là họ lại coi như là chiếm được tương đối khá các cái diện tích ở khu vực Bakhmut. Thì đấy là tình hình có thể nói là xấu nhất cho quân đội Nga cho tới thời điểm này. Chúng ta thấy có thể nói là ở phía trên này, phía trên Bakhmut này thì tình hình cũng đang rất là khó khăn. Cái chỗ này thì bây giờ thôi, thì bây giờ tôi cũng xin phép là cũng làm các cái chỗ nào mà gọi phóng viên chiến trường cho nhanh thế thôi. Thì chúng ta cái video này thì sản xuất có thể nói là hơi ngắn, nhưng mà để cho nó kịp thời với các bạn thôi. Chứ còn thực tế trên phía trên Bakhmut này với lại trên cái chỗ mà Siverdlovsk này, rồi Belorussovka, Kuryansk, rồi phía dưới Kherson cũng có một số cái vấn đề. Thì tôi có lẽ xong cái video này tôi sẽ làm tiếp cái video đó, thì có lẽ cái đấy sẽ ra trong vòng lúc 1 giờ. Còn bây giờ cái này tôi sẽ xuất bản thì chắc là cũng tầm khoảng 11:30-12 giờ. Các bạn đón xem nhá. Cũng rất là tiếc là có những các tình hình hiện nay càng ngày càng xấu đi. Xin cảm ơn các bạn.